Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Tuất là những người khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ làm việc rất cẩn thận, minh bạch, không bao giờ vì tiền bạc, địa vị mà làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Họ luôn coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân mình hơn bất cứ điều gì. Họ chăm chỉ làm việc với tần suất gấp nhiều lần người khác. Cũng có lúc họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không buông xuôi, thả lỏng bản thân. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Nhờ vào tài năng và sự am hiểu của mình, tuổi Tuất mệnh hỏa có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Tử vi còn nói rằng, trong năm 2021, tuổi Giáp Tuất phạm phải hình thái tuế, khiến cho vận trình của mệnh chủ đều gặp phải khó khăn, lại còn gặp phải kẻ tiểu nhân và hung tinh. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm các gia chủ vẫn được quý nhân phù trợ, biến mọi thứ khó khăn trở nên tốt đẹp hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tính cách người tuổi Giáp Tuất mệnh sơn đầu hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, gia chủ luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp. Tuy nhiên, bản mệnh luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Quý gia chủ cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất, gia chủ lại khá nóng nảy và cứng đầu, mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Giáp Dương Mộc gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh những xung đột ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Những gia chủ tuổi Giáp Tuất vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ và sự thông minh, một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Vào tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, những người sinh năm 1994 sẽ có một gia tài thịnh vượng. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bản mệnh cũng sẽ kiếm được thêm tiền từ bạn bè. Có điều quan trọng là bản mệnh phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp, gia chủ sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Giáp Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải.
Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tuất. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, gia chủ có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Gia chủ có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Gia chủ có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bản mệnh nản lòng mà còn khiến gia chủ thêm vững tâm tiến bước. Tuy nhiên, với những người tuổi Giáp Tuất phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào công việc, nếu không bản mệnh sẽ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất vị trí của mình đang có. Gia chủ nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Đặc biệt trong thời gian này, gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp gia chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, sự bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân, tăng cường cát khí cho gia chủ. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 6 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bản mệnh sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên trong lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của gia chủ tuổi Giáp Tuất không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp gia chủ cải thiện được phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Những người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tuất, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Tuất tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với gia chủ, nhưng tất cả đều không thành. Do tính cách của bản mệnh không hòa hợp được với đối phương, bản mệnh cần cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới. Về những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của gia chủ khi có mâu thuẫn. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Giáp Tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Giáp Tuất có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn khiến gia chủ lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của gia chủ. Mọi người nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội.
Nhưng áp lực từ nơi làm việc sẽ khiến bản mệnh luôn mệt mỏi. Ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực ngày càng giảm. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng thị tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Giáp Tuất, sinh năm 1994. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để tuổi Giáp Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm xa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 10 tháng 6, tức 19 tháng 7 dương lịch, nạp giáp mậu thìn, nạp âm đại lâm mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp giáp canh thìn, nạp âm bạch lạc kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Giáp Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp giáp đinh mão, nạp âm lô trung hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp giáp kỷ mão, nạp âm thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, ủng hộ chương trình của chúng tôi. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.